Chúng tôi đích tăng đi hiện diện trong đạo tràng tuần qua. Kính thưa toàn thể các Phật tử có mặt hôm nay, trước hết các Phật tử cho tôi chúc phúc để tôi tỏ tấm lòng hành trình của tôi đến với tuần qua thực sự vì quả thật đây là một niềm vinh hạnh cho bản thân chúng tôi hôm nay cộng duyên được chánh điện của chùa Chánh Quang để sắp sửa trao đổi với quý vị một câu chuyện pháp. Nếu không có từng tòa cho phép từng tòa tạo cái duyên này thì có lẽ tôi sẽ không có cái vinh hạnh để được gặp đông đảo người Việt tại Brisbane hôm nay. Thật sự chúng tôi khi được Thượng tọa Minh Hiếu đưa đến đây là chỉ để định đi cho thăm Việt là Queensland trước khi về Việt Nam. Tôi được Thượng tọa Minh Hiếu là một người bạn rất thân, đã từng học với nhau từ năm 1988 đến năm 1992 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, hồi xưa gọi là cao cấp Phật học, nay tên là Học viện Phật giáo Việt Nam. Và sau 7 năm tôi học ở Ấn Độ xong, tôi về tôi dạy tại Văn Thành, đặc biệt là giới thiệu thì Thượng tọa có nhà ý mời tôi sang, nhà ý mời tôi đã sang 2 tháng và tôi cũng đã đi 3-4 triệu bác. Và tôi đã đi 3-4 triệu bác và được thăm rất nhiều người Việt. Và hôm nay là đứng hành được thăm từ vị Phật tử rất thân thương của chùa Chánh Quang. Công đức này được tiên là do Thượng tọa đã tạo nhân duyên cho tôi và quý vị gặp nhau. Và Thượng tọa lòng lúc nào là Thượng tọa và thật không lẽ chuyện nói được, xin được tiêu Thượng tọa và cầu gia hộ và tự Thượng tọa Tương An là nơi chúng tôi vững chắc các vị Phật tử tại Queensland nói riêng và tại Úc Châu nói chung có điều kiện tu học dưới sự hướng dẫn và sự cười ngoài đường Thượng tọa. Nhân cơ hội này chúng ta cũng xin được cảm ơn Thượng tọa Tất Minh Hiếu đã tạo nhiều điều kiện cho chúng tôi trong thời gian ở Úc Châu, đặc biệt trong chuyến đi Queensland này, và là hạnh phúc được gặp quý vị trong chặng đường chẳng qua đầy đạo vị của tình người như thế này. Trước khi vào buổi giảng, chúng tôi xin kính chúc quý Phật tử dưới ánh sáng tuyệt quan của Đức Phật luôn luôn được an lành, hạnh phúc mà luôn luôn được bình, được cứu Phật chết. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa Thượng tọa, đề tài pháp thì mênh mông mà nói được thì một giờ được đồng hồ thì quả thật chúng tôi cũng căng thẳng để sẽ nói cái gì đó. Thì vì nghe pháp đã nhiều, đặc biệt ở đây là có những vị giảng sư, những vị thượng tọa quý đức cao tuổi đời trọng của đạo hơn chúng tôi và quý vị đầy quý vị. Đêm hôm qua chúng tôi đã nghe thượng tọa nói nhiều rằng thời pháp sống động vui vẻ và quý vị đã được lợi nụ cười. Những người thì làm đấy là đem được thì Phật thì thị là Pháp là ngôi thánh và liên tâm, chắc chắn điều đó tôi tin chắc là có. Quý vị nghe được vài lễ điều và từng đó nhiều nói về tôi quá nhiều, tôi sợ quý vị đã thất vọng sau khi nghe lời bài. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ cố gắng để trao đổi với quý vị một đề tài, rất phổ thông, rất gần gũi và rất nhiều người nói gì rồi. Bây giờ chúng tôi cũng sẽ nói lại, cái quan niệm của chúng tôi. Thế thì Phật tử Phật pháp thì Đức Phật dạy có vô lượng căn cơ chúng sanh, do vậy Đức Phật dạy vô lượng pháp môn để thích hợp với vô lượng căn cơ. Vô lượng pháp môn này là được Đức Phật dạy từ hơn 2.500 năm trong kinh điển. Chúng tôi là hàng tăng lực được các bậc tôn tốc truyền thừa từ một bài pháp như một cành mưa trên trời rơi xuống. Cái tăng pháp đối với các khoa tôi thường gọi là chúng tôi thì bình đẳng, nhưng mà sức phán nhận của mỗi cá nhân chúng tôi là giới hạn từ các bậc tuệ của chúng tôi, từ các sự tu tập của chúng tôi. Rồi quá khứ mà sau khi mà tôi nhận được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ khá lại các cái hoàn thiện của chúng tôi. Như vậy chắc chắn thì vì được thấy cái sai tạc trong Phật pháp. Nhưng mà sai tạc này có nghĩa rằng là chống đối lẫn nhau, nhưng đó là các sai tạc theo trình độ của từng người học kinh, rồi tu kinh, hành kinh và được kinh nghiệm thực hành kinh, được
yêu cả là cái gì. Hôm nay chúng tôi nói tiếp tục nói về bài học quý vị là mong mỏi chia sẻ những quá những Phật học của quý vị và quá những cái nhìn như thế, chúng ta thành tựu cái nhìn như thế rồi xem thử kinh nghiệm của hành trình đó đưa đến hạnh phúc hay là khổ đau, đưa đến sự đấm vắng hay là sự bình an, đưa đến sự an tịnh hay là sự lo lắng. Đây là cái điều mà chúng tôi mong mỏi, thì chúng tôi không hy vọng là sẽ trong một giờ rưỡi này mà chúng tôi sẽ giải tỏa được nhiều những cái quý vị hay sẽ giải tỏa nhiều những người cái quý vị để mong mình tâm thành. Bây giờ chúng tôi sẽ nói nội dung bài pháp hôm nay, bài pháp gần gũi thì vị thường nghe. Chúng tôi nhắc lại nội dung chúng tôi nói là hành trang của đề Phật tử. Nội dung của bài pháp chúng tôi trao đổi với quý vị hôm nay là hành trang của đề người Phật tử, hay nói khác đi, niềm tin là hành trang của đề người Phật tử. Nếu muốn làm trở thành một người Phật tử thì cần phải có, nếu không có tín niềm tin mà không có tuệ thì kết quả sẽ không mịn mạng, mà chỉ có tuệ không có niềm tin mịn mạng mà không hiểu. Cho nên đến Phật giáo thì phải đến cả hai thứ, nếu tư duy và trí tuệ đó là bản chất Phật tánh, và muốn đi được thấy rõ để mà mở ra một chương trình Phật của chúng ta thì phải có niềm tin và tuệ. Đó là nội dung mà chúng tôi sẽ khai thác cái chuyện gì hôm nay. Trong pháp hội này rõ ràng là có hai lứa tuổi, là có hai lứa tuổi khác nhau. Một lứa tuổi là gồm các vị trưởng tuổi, các vị là làm trọng tuổi. Đối với các vị, vấn đề khổ đau hạnh phúc thì đã qua rất nhiều. Dĩ nhiên quý vị kinh nghiệm rất nhiều về những cảm giác này, những khổ đau cũng như hạnh phúc. Nhưng mình kinh nghiệm quý vị kinh quá thì thiền là chỉ liên hệ vật chất nhiều hơn là tinh thần. Tinh thần ở đây chúng tôi muốn nói đấy là vấn đề tôn giáo. Riêng quý vị đã bây giờ có niềm tin về Phật pháp, hay là bắt đầu để tìm hiểu Phật pháp, hay có một số là đáng nghi ngờ Phật pháp, thậm chí có người cho rằng những Phật pháp có thể bị chặt. Đây là một lần thứ hai mà chúng tôi muốn nhấn mạnh. Tuy nhiên chúng tôi sẽ nói về pháp để hai thứ thứ máu Phật đản quý vị và chúng tôi hiện đại và đang trải nghiệm khổ đau cùng như hạnh phúc. Không ai ở đây mà chưa từng cảm nhận khổ đau, hay đâu khác không ai ở đây mà chưa từng cảm nhận hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc và khổ đau theo Phật giáo thì có hai loại. Một loại hạnh phúc và khổ đau liên hệ đến vật chất, một loại hạnh phúc và khổ đau liên hệ đến tinh thần. Tinh thần đấy, tinh thần giá trị xã hội là một, và tinh thần đến vấn đề giải thoát là vấn đề thứ hai. Đối vấn đề hạnh phúc hay khổ đau và vật chất, trong mức độ nào đó thì mỗi một chúng ta đều có cách, có phương pháp để giải quyết nó, để tìm cách mà đối diện với nó. Và trong một chừng mực, một mức độ nào đó, quý vị và chúng tôi dường như có lúc hạ cầu. Ví dụ như thưa quý vị, trước khi chúng tôi tiếp, chúng tôi còn nói một chút, xin mời quý vị một chút là chúng tôi đôi khi nói nhanh, nếu quý vị nào không nghe thì xin vui lòng đưa lên thế này thì tôi sẽ biết là mình đã nói quá lâu, vì tôi dài và hãy đăng quan về chuyện này có cái tâm mà thấy nhanh. Chúng tôi xin trở lại một chút về vấn đề vật chất. Quý vị kinh nghiệm của chúng tôi cách giải quyết nó, kinh nghiệm của chúng tôi, ví dụ như khó khăn về kinh tế, quý vị viết sách để đối diện nó. Khó khăn về gia đình, quý vị về tình cảm, quý vị trong mức độ nào đó cũng đang giải quyết và có kinh nghiệm. Và trong mức độ nào đó thì chúng ta thường phải chấp nhận có một giới hạn mà khả năng chúng ta cho hẹp, chỉ không thể đòi hỏi được. Bây giờ ví dụ quý vị đang ở đây, quý vị đang tập cái khổ, đó là khổ tha quên luôn. Do vì những nguyên nhân gần các bạn, chúng tôi không tiện nói. Tất nhiên thì chúng ta đều là khổ với nhau, cho nên quý vị tha quên luôn. Và hôm nay ngồi lại đây cho mình, ngồi lại đây cho này là một trong những giải pháp mà quý vị đã giải quyết
một số khủng hoảng về khổ đau về vật chất và tinh thần. Đến hôm nay ít nhất trong ý nghĩa ở đây tôi cảm thấy vừa cảm thấy thỏa mãn hay cảm thấy là mình thấy an lành trong cách giải quyết tiền tài về cách tiền tài về cuộc sống giá trị của mình phải nghĩa là quý vị đã chọn được một nơi khá bình an. Mà theo tôi thấy thì nó có quả là một đất nước bình an, là an lạc, là tự do. Cho nên trong gặp Phật tử nào cũng hỏi tôi thầy thầy được một cái nào. Dĩ nhiên là phải có nhiều cái là ưu thế, ưu điểm trong cuộc sống sớm cả nước đang phát triển. Vì đây là một cái miệng phát triển phát triển. Thế nhưng bây giờ cả thì được thường với cả thì không nên nó được đây. Có công năng việc làm, có con, có cháu, có chết đầy đủ quả rồi. Nhưng mà còn một người đó, không giải quyết. Mà ngàn cần phải tâm thì nói thế này. Vinh đi làm tạng, phóng cần cách nhật, việc, giá hương và lý trình. Nghĩa là, cái nỗi đau này thì việc chúng tôi đang còn phóng cần thất thể làm thánh thân. Muốn và muốn giảm phá quên và giảm được. Chúng ta không biết rằng hôm nay chúng ta ở đây và ngày mai chúng ta về đâu. Chúng ta đang đau khổ ở trên nỗi đau sinh tử, một nỗi đau tâm lý và quý vị chúng tôi đang tăng trở, mọi con người đang tăng trở và mọi con người đang tìm một giải pháp để giải quyết tăng trở khổ đau về thế gian này. Do vậy tôn giáo còn mạnh, do vậy tín ngưỡng mọi người có Phật, có Thiên Chúa giáo, có Hồi giáo, vân vân và vân vân. Nhưng tại sao quý vị lại chọn Phật giáo? Tại sao người ta lại chọn Thiên Chúa giáo? Cái đấy là do cái gì? Nhưng bây giờ chúng ta để cho Phật giáo có nhất để cho niềm tin như những tôn giáo khác không? Để cho những tôn giáo khác cái quan trọng nhất để cho tôn giáo và tín ngưỡng đó là niềm tin. Niềm tin là cái dây nối dựa cái đấng thượng đế thấy rồi. Niềm tin chính là quan trọng đối với cả quý vị cả tôn giáo một thần. Chúng tôi đi nói chung chung để với cả tôn giáo một thần thì chúng ta phải tin mà không được tin nữa. Tin thì sẽ có được cơ hội và nếu nghi ngờ lời thánh kinh hay là không tin gì đó thì sẽ bị trừng phạt. Cả nên các vị cũng đã từng nghe đối với các tôn giáo một thần thì dù như tín đồ đến với họ thì họ phải tin rằng thần thần có khả năng cứu độ họ. Thế thần tâm tín được, thần tâm làm lời phép cảnh thánh kính dạy thì Chúa thần sẽ gia hộ. Còn Phật chúng ta thế nào? Phật chúng ta phải gia hộ bằng cách đó không? Chứ Bồ Tát có năng lực cứu độ chúng ta bằng cách ta là trực tiếp thuần túy như vậy không? Đó là câu hỏi chúng ta cũng tốt và quý vị chắc là tăng trở. Dù tôi đang nói chuyện với quý vị là có hay không thì hằng ngày chúng tôi vẫn phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nói thật đi vào cái lãnh vực tín ngưỡng, cái lãnh vực niềm tin thì chúng ta cũng tìm thấy được chút bình an. Điều lộ cáo biệt của niềm tin là gì? Đó là nghi lễ, đó là cúng kiến. Cúng kiến và nghi lễ để mà dân tâm lòng thành kính lên đối với thần, người thánh, người Phật, người Chúa vân vân, đó là cái sức mạnh lớn nhất của niềm tin. Nhưng mà lại từng nói về này, thất bại, các vị lớn tuổi đã từng nghe câu này, thất bại, mất đạo thì người ta đi tìm tất cả đến đức, mất đức thì người ta đi nói đến cái nhân, mất nhân thì người ta nói đến cái nghĩa, mất nghĩa thì người ta nói đến cái lệ. Thực chất nghĩ lệ là một cái sự thảo trộn trong xã hội. Tôi xin nói những câu của Lạc Tư nói: cố thất đạo như hầu đức, thất đức như hầu nhân, thất nhân như hầu nghiệp, thất nghiệp như hầu lệ, thất lệ giả trong chuyện giả như loạn đạo. Niềm tin và nghĩ lệ chỉ là một cách biểu lộ rối loạn tâm lý của chúng ta theo, và đây là đầu mối của rối loạn gia đình và xã hội. Đây là theo đạo Lạc Tư. Nhưng thưa quý vị, đến với tôn giáo mà không đến với niềm tin thì đến với cái gì? Quý vị tin Phật, tất cả quý vị và chúng tôi đang tin Phật, và quý vị
và chúng tôi cũng đang chờ đợi. Nếu như chúng tôi nói không sai lầm thì đang chờ đợi Phật và chư vị Bồ Tát sẽ gia hộ chúng ta, sẽ cứu độ chúng ta. Chúng rồi chúng ta giống như là chúng ta là một con chiên quan đạo, một tín đồ quan đạo, từ câu thật chúng ta nghĩ đến một ngày nào đó Phật sẽ đưa ra về là Phật sẽ Bồ Tát đem thuyền chúng ta về tịnh độ, có đúng chắc? Nếu có sức mạnh như vậy, thể như Đức Thích Ca, nếu có sức mạnh như vậy, ta phải thành thốc, đều cứu thốc, đều cứu đồ quý vị và chúng tôi, thật tốt tâm thực là trả lời, cái thực là tình đồ phát đi, mà để cho quý vị và chúng tôi được lắng lộ các chứng tự lúc hôn mà mẹ nhà tắm thể thấy. Chứ Phật, Đức Phật không có khả năng có chắc. Nếu Đức Phật có mà Đức Phật không làm thì Đức Phật không tư đấy, phải không? Mà đạo Phật cái là đạo tư bi và trí tuệ, mà đạo tư bi trí tuệ chứ mà để con cái mà lắc thế này, khổ đau tâm từ thế này, hằng ngày kiếm nghiệm biết bao nhiêu chuyện khổ đau, tâm là bình tự rồi ái diệt lý khổ, cầu mất các khổ, rồi gặp những điều không thích thú khổ. Thân này tâm là bình tự thì sao khổ? Như quý vị và chúng tôi hằng ngày thấy, xó thì mặt thấy là có, thì mặt phạt thấy đó là già, cũng già, nhắn mặt, nhắn da để trưởng già, phải không? Khổ. Vậy nếu Phật nghe tôi nghĩ, thì tại sao Ngài không chủ quát chúng ta quan tây quân thực lạc để làm thể được địa bàn đó, không chủ quát chúng ta mà để chúng ta phải làm sao có thể này? Bây giờ mình bút nút lại bài rồi, chụp bài rồi, mà Ngài đang hỏi gì cả. Phải không quý vị? Chúng tôi nói một chút ở đường này, chúng tôi không thể không nói ra, không có tham không có tham. Làm thế nào để nào để có thể này thì chúng ta học hỏi được. Nhưng mà trước khi chúng ta triển khai cái này, chúng ta sẽ phải quán niệm của Đức Phật, quán niệm của một Phật tử cần có khi đến với đạo Phật. Còn nếu không thì chúng ta đi cùng tốt đấy, nhưng mà kết quả sẽ không nhiều. Đức Phật nói thế này: này các vị theo, các ngươi là chủ nhân của nghiệp, các ngươi là chủ nhân của nghiệp, các ngươi là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thái tạng, là quyến thuộc của chúng ta. Nghiệp là những cái ý nghĩa biết rằng ngay đây thầy xin nói một chút cái ý nghĩa về nghiệp. Nghiệp đối với Phật giáo không phải là một hành động thành ra sau đó thì nghiệp kết quả sẽ sinh thành, không phải là nghiệp của Phật giáo. Ví dụ bây giờ như thầy đây bây giờ vô tình đi ra ngoài đụng ai một cái, nó đang là do nghiệp quả tự, đúng không? Thế vì cái đó không phải là nghiệp của Phật giáo, cái đó không có kết quả của nghiệp. Nghiệp theo Phật giáo là nghiệp là thân đồng có tác ý. Nghĩa là khi quý vị và chúng tôi muốn làm một hành động nào đó và ý muốn làm đặt cái hành động đó, và khi hành động được thực hiện tâm thì kết quả mới đến, gọi là nghiệp. Cái nghiệp của Phật giáo quá thẳng như vậy, cái này mới có thể giải thoát, cái thoát sinh ra được. Ta mới có thể làm chủ được cái hành động cái nghiệp của chúng ta. Còn nếu không, đôi khi chúng ta cũng luôn mắc theo tay, cái gì cũng đổ vô cho nghiệp cả, cái gì cũng đổ vô cho nghiệp cả, chặt xuống chặt ra thì nghiệp cũng chắc chắn nghiệp cả. Cái khái niệm về nghiệp mà có rất nhiều, nhưng mà chúng tôi chỉ cũng có cái gì cũng đừng nghĩa vô cùng quan trọng về nghiệp của Phật giáo để phân biệt với tất cả các loại nghiệp của các tôn giáo. Nghiệp của Phật giáo là hành động có tác ý. Nhân đây chúng tôi xin xong vào nghiệp một chút để quý vị biết. Nghiệp quá khứ, tất nhiên là cả cái nhân quả cái quá khứ có tác động trong hiện tại hay không? Nghiệp quá khứ chúng ta có tác động trong hiện tại chúng ta hay không? Có những cái chuyện chúng ta tác động nhằm trong hiện tại, không phải do nghiệp quá khứ ta hay là do hiện tại ta? Thưa quý vị, Đức Phật định nghĩa nghiệp quá khứ là như thế này. Nghiệp này các vị theo, lúc các ngươi bắt đầu sinh tưởng hình thai và sinh ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đấy là nghiệp cũ của các ngươi.
Bởi vì thầy quá cảm cho thầy quá mắt tai mũi lưỡi thân, mũi lưỡi thân phải là nghiệp cùng, từ đó trở đi là nghiệp mất. Vì sao? Thế nào là nghiệp? Tôi ví dụ quý vị và chúng tôi qua cái mũi quay. Chúng ta có nghiệp cũ, sức là không tạo tiền nghiệp, nếu chúng ta sinh vào một môi trường không tốt. Chúng ta sinh vào một gia đình không tốt, ví dụ, và một môi trường một tạo không tốt. Cái đó là do nghiệp cũ, nó làm chúng ta phải sản sinh trong thế giới đó, trong xã hội đó. Ví dụ như chúng ta ở Việt Nam. Nhưng bây giờ nếu quý vị mà không có ý chí cai tạo nghiệp đó, thì bây giờ quý vị cũng ngồi đây. Phải không? Vậy thì nghiệp bây giờ bài này là chúng ta quyết định chứ không phải Phật hay Chúa ba cái gì. Nhưng mà cái này là với tâm đồng chúng ta muốn cải tạo nghiệp. Cho nên quý vị có những cái thiền nghiệp kết quả tốt ngày nay không phải nhờ chỗ Phật mà nhờ chính cái hành động tác gì của quý vị. Cái này rất quan trọng. Chính đây là cái thép chốt để quý vị mới bỏ tốt được, mới biết là giải thoát được, mới ra khỏi khổ đau được. Tôi chúng tôi sẽ nói với người đoàn sau rất rõ ràng. Do vậy đến với Phật giáo là phải đến như thế. Đức Phật nói thế này trong kinh Sơ Bộ: nay các đệ tử, những gì mà một bậc Như Lai, một bậc đạo sư vì lòng từ bi có thể làm cho đệ tử, có thể làm cho hàng đệ tử của mình thì ta đã làm. Phần còn lại là của cả nước. Ngài đã để lại giáo pháp, để lại con đường đại giáo pháp, để lại đó là trách nhiệm chúng ta, mà không phải trách nhiệm của Đức Phật. Quý vị thấy không? Rất quan trọng. Đây là những ý nghĩa rất là tích cực và năng động của Phật giáo. Nếu không có cái này thì Phật giáo không thể tồn tại được. Chúng ta nói một kinh pháp, nói về cái này, quý vị thường dùng ở đây, thường hành ở đây. Trong kinh pháp hoa thì quý vị hay dùng là đâu? Nội dung kinh pháp hoa là gì? Này cả cái theo, chứ Như Lai ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên lớn, đó là thái từ chúng sanh ngộ nhập Phật chi chi kiến bản thân. Đây là cốt tủy của pháp hoa. Chúng tôi nói Đức Như Lai ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhận Phật chi tiết kiến. Khai thị chúng sanh là sao? Khai là nói của sanh diệt là mỗi chúng sanh có một cái cố tàng chi kiến Phật. Đó là điều gì? Như Lai ra đời. Khai là cho chúng sanh diệt là chỉ vì có cái chi kiến Phật. Đó là khai. Thì những chi chúng sanh là chi kiến Phật đó là gì? Đó là cái gì? Chỉ cái chúng ta biết là chúng ta có cả những chứng đặc biệt trí kiến Phật ấy. Và bước cuối cùng là nhập con đường để chứng đặc trí kiến Phật ấy. Gọi là khái từ chúng ta ngộ nhập Phật trí kiến. Mà Phật không phải ta ra đời để sở hữu cả nhân quá chúng ta. Hay ta ra đời để đưa cả nhân vào Niết Bàn. Thưa bạn, tôi cũng hỏi ta như thế. Quý vị thấy quý vị tệ đối với những người tôn giáo có thể lấy gì không? Tôn giáo có thật sự gắn với cuộc đời xã hội này không? Nhưng Phật giáo cuối cùng dùng giọng giảng tôn giáo, chúng tôi sẽ tôn giáo để vì mình nghe. Khi Đức Phật còn tại ngàn đến một giấc độ gọi là Cao La, khi ngài nói đến đó để thuyết pháp, thì trước khi ngài đến đó có vô số tôn giáo để nói đến đó, và tôn giáo đến trước đến sau thì nói với những đó, nói với những chánh căn bản như thế này: này các người trước kia đừng có tin cái tôn giáo vừa rồi, cái tôn giáo vừa rồi nói tào lao, nói không đúng. Thằng ta là thì còn ta cái đạo ta nói đến người là chặt đầu, người là số một, người là nắm đầu quá. Đừng nghe. Rồi cái sáu viên cống lợi thể tiền là sao lên? Ông sao ở đền đền cúc một cái lập trường như vậy. Mẹ nên là chương trình thì không bàn đó, bàn sau đó. Tôn giả là ta đạo, không có ta là chẳng đạo. Cho nên khi Đức Phật đến chủ sử này, đến cái địa phương này, thì dân Kalama họ hỏi câu hỏi: Phật
có sự làm. Ở đây nhân dân thì có cái khổ lắm rồi. Cho nên bây giờ sẽ từ nào là khổ nhân dân đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là đã đi làm không thả thế chẳng là đã làm sao? Đào nào vì dân vì đời chẳng là đào thế thì gì đó. Có gì còn đào họ tuổi anh năm vừa qua. Còn bây giờ ngày mình đã có nghĩ chắc là em làm được năm vừa qua rồi. Đó. Ngài vừa rồi nhất còn tất cả những bạn đều là ba đạo. Quý vị biết một câu hỏi Đức Phật làm có thể dẫn ngay ngay chẳng đọc. Các nhà các học sinh, câu hỏi này sẽ trên trong sinh trường hồ. Nên các thế tử đừng để bị lối của bởi lời đồ. Thì nghe lời đồ là bao tiếng là thì chúng ta là có một cái hồi hút. Thế là còn một bỏ vết một tập quả. Nghe đồ là mình vừa đồ, nghe người khác nói cho mình sáng. Là mình liền cái đồ người khác. Mà mình liền thực chất cái công việc đó thể ra vào. Cái đó là cái là Đức Phật nói ngay các thế tử đừng nghe lời đồ. Hãy bởi truyền thống. Nghe cái đạo này là lá chúa đồng rồi. Thì câu hỏi này là lá chúa đồng truyền thống này đồ nghe. Ta thấy như chúng ta biết nó cắt cái đồng. Đức Phật nói đừng nghe. Đi đừng bị dân dắt và đừng nghe. Đi bị dân dắt bởi truyền thống. Truyền thống. Hãy những lời được tương phục lại. Chúng ta hãy rơi vào những cái này. Cả người đừng bị đi, đừng để bị dân dắt bởi tộc quyền của kinh điển. Ngay kinh điển cũng không để bị dân dắt. Hãy những cái điều lý luận xuống chứ chúng tôi đang lý luận thì là lý luận xuống. Hãy sự duy nhiệm, chúng tôi đang duy nhiệm. Hãy bởi sự sẽ đáng sẽ bên ngoài. Thầy ông là ông hoa ông đỏ, mặc đồ đẹp, mà tưởng màu đẹp, rồi có chắc tốt rồi. Còn cái ông này luôn, đẹp chắc là xấu, đừng gì cho đó. Hãy bởi những gì có vẻ đáng tin. Hãy vì sự kính trọng đối với các bậc đạo sư. Những này là thầy tử, hãy tính những gì sau khi thực hành xong nó đưa đến thành công cho chính cá nhân, cho gia đình, cho xã hội thực hành tin. Còn nếu không loại bỏ kể cả giáo lý của Như Lai. Thứ tự gì? Đâu là hạ tử, đâu là cả tử, đâu là nhìn đến chỗ này. Câu hỏi này là chỉ cho không biết năm nhân giới viết ra học sĩ nhất đời và được nhận. Cho nên quý vị đến Phật giáo có quyền nghi ngờ, nghi không phải là tổ, nghi được về tâm tưởng. Còn người nhắm mắt mình xuôi tay thì thôi, ôm sẽ gọi là lãng tán từ đồ đúng hồ, vô minh nèo cùng, xa xôi đại về. Phải nếu mà cứ đứng như vậy thì lãng tán từ đồ đúng rồi. Hãy nói với ngài trong lục trần nào các sách nói là tiền lộ bán năng vì phí hà bạc. Nghĩa là trước bằng tư nhân công muốn về nhà được làm kể cả. Nếu mà tin như vậy cho đối với Phật giáo niềm tin chưa phải là tin và quá phạm nhân. Ngài có hỏi là niềm tin là cái phương tiện để bước vào cánh cửa giải thoát. Những trí tuệ mới là có quyền vượt qua cái điều này. Để Phật giáo là để trí niềm tin và trí tuệ chỉ không phải là niềm tin xuống. Quý vị lưu ý rồi. Bây giờ thì như thế này. Tôi nói một cái gì đúng chỗ này không thể bị chết thử nếu mình có niềm tin và mình bỏ cái đó niềm tin và thôi mà vào chùa vào lễ thì sẽ như thế nào. Bây giờ tự nhiên nó một phần làm việc mình nhận lên chùa hay là có cái ông thầy niềm tin nào đó thì bạn để nghe thì không bỏ cho mình ăn nghe được rồi. Khi để đây rồi thì tôi giúp quý vị rằng là báo cái gì cầu quý lo là chuyện chồng cả vợ vợ cả chồng bắt đầu nhân vượt ngoài đầu chùa vì nó chùa sẽ có tâm dự từ giờ cái đó thì ra văn học cứ thân cho những người chạy xe tôi để cái phật đó để tấn thần đổ thì tất cả là cho những người nha chúng tôi nghe như vậy. Nhưng mà khi về nó mới được đổ tâm
lấy ra chúng ta biết gì, chúng ta phải lấy cái nó tôi kêu gì nhé, quên đi vào chùa thì quý vị coi đấy, và cái tâm và để nhát và cả thì tất cả sầu lý khổ nại thì thất tình lục dục nghi ngờ ai ở đấy thì quý vị đem vào chùa. Vì đến già lắm, già lắm vốn là gì? Vốn là bản chất của già lắm là thất tình. Mình đừng đem thể pháp, cái pháp thể gian vào trong này làm cho cái đất này nó hoa rễ. Nếu cái gì của có đất đất này tự do thì nó lấy được một pháp mà trộn thẳng thẳng đấy. Nếu mình để cho cái gì hôm nay lúc này thì nhận định và gần lại sau cái cổ nặng gần ngoài vào cái phần thì mình sẽ có một tâm hoàn toàn an lạc lúc này, hoàn toàn an lạc. Vậy thì đức tin hạnh phúc là đâu rồi? Hạnh phúc là gì? Chúng ta quý vị và chúng tôi và tất cả mọi người bây giờ chỉ có món cầu là gì? Hạnh phúc. Thầy được món cầu hạnh phúc, đề tư được món cầu hạnh phúc, mà ông chính ông mà có được món cầu hạnh phúc, ông nhỏ ấy được món cầu hạnh phúc, thì người giàu món cầu hạnh phúc và người nghèo được món cầu hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là nhiều nhiên đạt chắc, hạnh phúc là giàu có chắc, khó thì đi ăn một cái đó. Nên tôi xin định nghĩa, xin cung cấp một định nghĩa cho quý vị nhé. Cái định nghĩa này duy nhất mà được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng mà ít ra thì nó là một định nghĩa thường đưa vào từ điển, đưa vào từ điển quốc tế, cho nên từ điển đưa vào từ điển quốc tế, cho nên chúng ta phải chấp nhận cái tương đối của cái định nghĩa ta đó. Nó ta định nghĩa thế này: hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác khổ đau và khó khăn, các cảm giác khoái lạc. Hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác khổ đau và sự khó khăn, các cảm giác khoái lạc. Vậy bây giờ quý vị đang hạnh phúc hay đang là khổ đau? Phải không? Cuộc sống như nào quý vị thấy cái tấm là an ổn, nó không còn sầu lý khổ nạn, lúc ấy là hạnh phúc. Thầy biết rằng tất cả đừng từ người chết, đừng từ chết mình có hạnh phúc, đừng từ chết mình phát triển là, đừng từ chết mình có sự rồi, tất cả cái đó sẽ nguyện sẽ không có nếu như bây giờ không còn những cảm giác này. Vì sao? Vì theo lý nhân quả Phật giáo, nếu như không có nhân, không có duyên thì không có thể có quả. Không có cái nhân, không có cái nhân hạnh phúc lúc này, không có cái hạnh phúc tập hợp lúc này thì làm cái này mắng một cái quả, làm một cái quả hạnh phúc mà nữa. Trong lúc tâm sầu đi cõng nào tây về ngày nay mình nói bây giờ có câu có tình đồ nào mà chữa tâm này tâm sầu đi cõng nào, tình đồ nào mà chữa tâm tất tình lục dục cái tâm nhát con tâm hiền nhỏ tâm sao như thế. Tình đồ chi kiếm dân thiên hạ mà bởi tâm thanh tịnh, bởi tâm không có cảm giác khổ đau, không có cảm giác thiết nổ ái đổ và vẫn mặc tất cả những cái thầm phụ, tất cả những cái tham lam, những cái si mê. Đó là nhân. Và nhân này để từ đâu? Nó là cái quả của cuộc sống của mình. Bây giờ quý vị đang có những cảm giác thoải mái như thế này ở đây. Tại vì sao? Là quý vị đang dễ bị nhấn để nghe Phật pháp, cho nên có cái hạnh phúc này. Biết rằng đến đây mà chỉ nghe cái này mà thấy rằng sâu cái cổ đã mất, thấy cái hạnh phúc nghe Phật pháp đã có rồi, về phải sống triển khai cái này trong cuộc sống hàng ngày để nó phát triển và tự nhiên sẽ phải bị giá trị của Phật pháp. Bây giờ chúng tôi sẽ triển khai cái giá trị cuộc sống Phật tử trong đời sống hàng ngày như thế nào để là không phải là chỉ lục xuống, phải không? Vì biết trong kinh Trường Bộ có một kinh gọi là kinh Thiền Sao, kinh Thiền Sao hay còn có tên gọi là Căn Kinh La Điển. Bài kinh này nói lên một niềm tin có tuệ và một niềm tin không tuệ. Nếu chỉ tin không mà không có tuệ thì chỉ chẳng có lợi bao nhiêu. Tất cả là nói về này, một buổi sáng khi Đức Thế Tôn đi khắp thực, ngang tại kinh thành Xá Lợi, thì Ngài thấy có một chàng thanh niên tên là Tiền Sanh,
cứ mặt trời lên trên ai nhìn trăm nhìn về đông tây nam bắc trên và dưới, anh đặt lệ, anh cúc bức lệ bạc, anh đặt lệ đều, anh lầy đều, lầy ti hai không, lầy như là đất lầy trời. Ngày nào anh được lầy đủ, phần đông, phần tây, phần nam, phần bắc, phần trên, phần dưới, mà anh chẳng được lầy làm cả gì. Cái Đức Phật từ ngày nào ngài cũng thấy có cái trang thấm niếm mang về là ngài thầy ngồ ngồ. Rồi ngài thầy đi, và hôm đó ngài cố để mà đứng lại, rồi ngài muốn hôm đó để nhân duyên ngài hòa đổi tạc trong những ngày. Sám đó thầy tốt, định chưa đó, Đức thầy tốt, đi khắc thực. Ngài định đó, ngài thầy, ngài ra định đó, ngài không đi là ngài định đó. Ngài đẩy ra thánh niếm, các cái lá việc, tức là thiền sách này. Đặt lệ xong thì ngài nói, này thánh niếm và là hôn. Mọi cả như lai như ngang đi, thấy nhà dưới lại phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, phương bên, phương dưới. Lại được gì vậy? Lại được gì vậy? Và lại được thức tình dưới địa đi. Chàng thanh niên nói thế này. Bạch Như Lai, bạch Đức Phụ Đạo. Ông nội con, ông cổ con, cha con ngày xưa, mỗi ngày là sạch, ông cổ con, là sạch, ông cổ con, là mỗi ngày. Ra phương nam, phương tây, phương bắc, theo tiền, tầng của đạo, thì tầng của đạo, không có thể dạy lại. Lại được gọi ông. Rớt cổ ông ngoài các vị là ông nội có không làm một việc tương tự, ông nội có làm có thể nhưng mà có làm là cha con, cha con thì con họ phải đi mục đích gì mà giờ con không được, cứ thấy như thầy cha làm vậy thì con làm vậy sẽ con sẽ đâu mà cái lại ấy không gì lời như chúng ta đã làm à. Đôi khi đó là nhưng mà lại sẽ đâu mà tám pháp có thể tốt cùng gọi lại sáu phương, nhưng mà lại như thế này mới là lại đúng nghĩa. Đức Phật nói, lạy phương Đông là lạy cha mẹ, lạy phương Tây là lạy vợ chồng, chúng tôi sẽ phân tích từng mỗi một. Lạy phương Nam là lạy vấn đề, lạy phương Bắc là lạy phương Bắc là lạy thầy trò, lạy phương Tây là lạy tám bạc, và lạy phương dưới là lạy người giúp việc. Thế nào gọi là lạy phương Đông? Đặt lệ phương Đông, đặt lệ các đúng tạo hỏi gì? Đặt lệ phương Đông là người con phải trở về làm một phần hiểu đạo, làm một phần hiểu đạo, phải sống, phải làm cho cha mẹ hài lòng, phải sống theo chỉ hướng của cha mẹ, phải nói theo cái hướng đạo đức của cha mẹ, phải giữ gìn truyền thống của cha mẹ, không được làm phiền làm cho cha mẹ buồn phiền, đấy gọi là đặt lệ phương Đông. Nếu như một nam Phật tử, một nữ Phật tử đến đến lễ Phật, cúc lúc lễ bái ba đời mười phương Phật, lại ngày này khác ngày khác, mở nhà mà không làm cho cái bộ phần lễ phương Đông đó, thì lại mười kiếp Đức Phật nói cũng không có công đức. Vì sao? Đức Phật nói hành Phật là hành hiểu, mà tâm Phật là tâm hiểu. Cái tâm mà để làm Phật, cái căn gốc căn bản làm Phật, đó là hiểu đạo. Mà khi hiểu đạo không có, là đời Phật tâm làm không có. Phải không? Cái gốc làm người mà chưa xong mà đòi làm Phật là mô tả cái nghe nổi liền. Phải không thầy đi? Cho nên, người con, giới con cái, phải trở về đặt lên cái bộ phần đông phương Đông này. Nhưng bây giờ, chúng ta xem lại, có phải chắc mỗi từ chúng ta, trong mức độ nào đó đã không đặt lệ tròn về cái phương Đông này khi chúng ta làm có phải không? Đó là bộ phận của con đối với cha mẹ, bộ phận của cha mẹ đối với con chứ không phải tốt. Mười cha mẹ đặt lệ phương Đông là cái phương Đông này là cha mẹ phải gì? Phải lo chăm sóc con, sinh nó ra rồi thì phải lo lắng cho nó, nuôi cho nó lớn cho đàng hoàng, rồi phải cho nó giáo dục đàng hoàng, định hướng cho nó học hành, phải thương yêu nó bằng tình thương. Rồi lần lớn đến khi nếu như nó thích vợ rồi gả chồng thì phải lo cho nó. Lần lớn đến khi nếu như nó thích vợ rồi gả chồng thì phải lo giáo dục tạo sự nghiệp cho nó, nghiệp cho nó. Phải cải tạo cái bộ phận phương Đông của cha mẹ rồi thì con cái mới đầy đủ. Còn không phải đừng có xem rằng là sinh nó ra, nuôi nó lớn lên, là tao đè mày ra, bây giờ mày phạt bồi tao à? Cái đó không phải là phương Đông của bậc cha mẹ. Còn bậc thượng hỏi
có những câu chuyện này, những câu hỏi nó rất dễ nghĩ của một người làm mẹ. Câu hỏi này tôi tận nó bằng hỏi chúng tôi là: thưa thầy, con có một người con tật nguyền, con hàng ngày làm cái bộ phận như vậy mà sao nghiệp thì đéo rồi, con có thể rằng nhất định nghiệp này hẳn chứ. Người đầu nói về tật nguyền, bây giờ bà là phải hàng ngày để mắt mà thấy nhất định nơi giữa người mẹ với người con phải chứ. Chúng tôi nói nghe không suy nghĩ, chúng tôi nói khi mà chúng ta chán được con mình làm nghiệp lên nờ thì như vậy tình nghĩa mẹ con là chịu thiệt liền rồi, thiếu thế đấy. Vì sao nuôi con có kiểu làm nờ làm nghiệp? Cho nên suy nghĩ lại cái đó, các bậc phụ huynh cũng phải suy nghĩ lại các thành tựu của con cháu theo đúng không? Chứ không phải mình là bậc trưởng thượng mình không cứ lúc mà mình cứ trên đường đời dễ bắt buộc thì có cái đàn áp những cái cái thì cần áp lực trên những cái mình dễ chịu, nó chúng nó chịu không nổi. Ví dụ như anh A yêu anh B, yêu cô B mà cha mẹ ở nhà cô B nghèo thì nó không được rồi. Rồi đi tìm cái anh C, cô C nào đó gia đình là cô được bác sĩ luật sư, có lúc người ta không yêu nhau, ta yêu ta đi cưới được người yêu, được cưới được bác sĩ đó, bác sĩ cưới. Và những xã hội này nó nhăn nhặn chuyện như vậy. Và những bậc phụ huynh là phật tử và những bậc phụ huynh thương thân nhau năm có cái phải suy nghĩ gì về đạo Phật, có cái phải suy nghĩ gì về quá trình mình là phật tử thành vị phật pháp trong bao nhiêu năm này, có đúng lời Phật dạy chứ? Chúng ta phải suy nghĩ cái tinh thần, những cái suy nghĩ mà nó mang tính tập quả trong đầu chúng ta mà không đưa đến lợi cho thì hạnh phúc của mình hy sinh hết, bỏ hết. Hạnh phúc của con người và con người mình thổi thường thì tất cả mọi thứ vật chất tiền tài danh vọng nó chỉ huyền, đôi khi nó là nờ, nó là khổ đau, phải không? Đấy là bộ phận của phân đông của con và của cha mẹ. Chúng tôi đi vào một phần phương Tây, phương Tây đó là nghĩa vợ chồng. Đức Phật dạy đặt lệ phương Tây là trở về với bộ phận của người vợ và người chồng. Người chồng thì phải trung kiên, phải là trung thành với vợ, đừng mở V1, V2, V3, văn phòng 1, văn phòng 2, văn phòng 3, cãi nhớ là khổ đau. Giới tài dâm chẳng phải là Phật tử không được tài dâm, không được tài dâm mà được thành dâm với người vợ, người mình yêu thương, cái đó không phải nữa. Nhưng nếu mà có một đề tăng nhân vật này thì phải rồi. Cho nên cái yêu đầu đầu tiên là đạt đức ông chồng là Phật tử thì phải trung thành với vợ. Thứ hai thì quan tâm sát vợ. Đi đâu xa là phải nhớ món quà về cho vợ. Để vợ biết rằng là anh A ông đi ra nhưng mà phải có cặp mình trong lòng. Cho đến khi về ông cầm món quà. Các bà yêu lòng là sao? Bà đâu mà tùy. Chắc sao? Đức Phật không xa được là chúng ta đâu. Nhớ rằng, nếu quý vị sống với sáu phương này tròn vẹn thì cái quả chứng ít nhất là á na hà quả. Đức Phật dạy cấp cô độc là một người cư sĩ chồng vợ, vợ cộng đàn có là 11 người con, mà ngài chứng á na hà quả khi còn là cư sĩ, chẳng phải cư sĩ đúng chứng bậc thánh bậc chứng, nhưng mà nhớ sống là phải theo kinh đảnh lệ sáu phương này, còn nếu không thì ô hô. Đó là bộ phận của chồng và vợ. Bây giờ bộ phận đối với vợ và vợ chồng. Vợ là phải kính tiếng vợ chồng, đừng có lăng nhăng leo nhẹ. Đàn ông mà thấy phụ nữ có bất kính là đó là cái nỗi đau lớn. Và gặp chúng ta sẽ nói cái nỗi đau này thuộc loại vợ, loại gì? Phải chân tinh vợ chồng, kính tiếng vợ chồng. Đấy là cái quan trọng nhất của người phụ nữ đối với người chồng. Thứ hai là phải lo săn sóc con cái, phải lo săn sóc gia đình, phải gọi là gói giải chuyện gia đình rất thật tròn. Trong kinh Đức Phật còn dạy là làm bạn làm vợ, còn cái làm vợ là không đem lửa bên ngoài vào nhà, rồi không đem lửa bên nhà ra ngoài, chỉ là sao? Nghĩa là không đem cái chuyện xấu xa ngoài đường mà đem bên nhà chồng mà nói, gọi là không đem lửa vào nhà, lửa bên ngoài vào nhà.
không đáng gì việc lục tục với nhà chồng mình ra ngoài kia con văng ra ngoài ngoài ra về bên nhà mẹ nó nói không chỉ ra được tâm sự về bà ta tâm sự ra mua quả cái một phòng phòng cái phòng kia cái nào được làm không nên nếu có những xung đột với nhau thì người ta phải giải quyết tâm là người vợ nhân đây chúng tôi bàn giao để chúng tôi cung cấp cho quý vị mình tiếp một cái lời tâm trạng hoặc một người rất là cách đây định mà 2545 46 năm gần 2600 năm xin lỗi chồng cái 85 ngày định mệnh mà những cái tinh thần cái thể này mà tập dạy thì tôi không hiểu là ngài chỉ về chừng nào đến dường nào hỗ trợ đức Phật đến khất thực tại nhà cấp cô độc ông cấp cô độc thì gì trong kinh tế trong kinh đi di đà đó vì học từ Di Đà ra để ngài các cô đồng ngài đến tập trung đắc pháp đến của ngài tập trung đắc pháp nhưng mà vì ngài là cái thằng là cấp dược cho những người đơn độc không gian được mồ hôi mồ già nữa cho nên ngài được người những người mà thương yêu đến ngài chăm sóc họ còn đặt cho ngài tên là cấp cô đồng Anatta Pindika dịch là cấp cô đồng cấp dược cho những người đơn độc những người khổ đau không được thể tốt mà ngài các cô độc là một ngài đại thí chủ lớn nhất về nam giới của đức Phật không đó thể tốt để cắt tình mà thể tốt không bảo được đức Phật không bảo được ngài đến trực ngang ngài đứng trên ngang nhé sáu cái lỗ cả lỗ ốm trực trực trong thể tốt đi thẳng vào cửa này ngài điện sắc khi giao phu nằm một bộ sư tịch cao hơn ngài các cô độc đấy ngài của bạn đang bạn như lai mình đang như lai điện mà như lai có khỏi không điện mà hôm nay như lai đến đây để cắt tình mà nghe bọn truyền thì sáu cái lồng đấy thì chờ bằng cả qua đây sáu nhà những bọn truyền thì tôi cũng ra cái lồng đấy truyền bằng cả qua đây hai cặp cô độc là bằng cái tôi có còn cái này giấc ngủ nó dư quả nó dư bên trong là chứa đồ mình dư cả con luôn nó hôn sao thì con luôn vì nó y là con nhân đầu nó y nó cái là con nguyên thể con nói cái nó nghe cả bằng cái tôi bây giờ đang làm chờ được vậy thì con thầy tiên bằng cái nào vậy thì tôi mà tôi được rồi thế không nên được khi mà năng dấu đầu nghe thì Phật kêu lên là thầy quay lại trời thì lên đỉnh bông thầy có không nói gì cả nói này tìm người kia bây giờ có chuyện gì mà nhà nước điều nào rồi thôi bây giờ thầy tôi nhắm đây thầy tôi có là dấu người ta đây phải không thầy cho Phật thầy tôi phải dấu cũ cũ quá là phải rồi thì ta hỏi ta hình dạng cho con một cái bài kinh thì con có xem thử con rơi vào hoàn cảnh nào đáng là cái loại gì trong cái cuộc ba cái loại vợ mà ta sẽ giảng đây loại vợ thứ nhất vợ là kẻ sát nhân thế nào là vợ kẻ sát nhân chúng tôi sẽ nói loại vợ thứ hai vợ là cái kẻ ăn trộm loại vợ thứ ba vợ là bà chủ loại vợ thứ tư vợ là người bạn à, người mẹ xin lỗi người mẹ loại vợ thứ năm vợ là người chị loại vợ thứ sáu vợ là người bạn và vợ thứ bảy vợ là người tôi đời sau đó thì tôi giải thích thế nào vợ là kẻ giết người đó là loại vợ mà thâm dâm gọi là vợ có bồ bệnh vợ ngoại tình thì loại vợ đấy chính là loại vợ giết chồng vợ là chồng cao tuổi vợ là chồng bấm loạn và vợ cho lại cái cuộc sống chúng gia đình đổ nát tất cả hạnh phúc thì cái đó đức Phật gọi là vợ là kẻ giết người tức thể tôi hỏi con có phải loại này không nào nhưng mà thế nào gọi là vợ là kẻ đánh tội vợ được ai vợ đánh tội chúng tôi nói để quý vị suy nghĩ và nghe thì thể tôi giải cách đây gần 3000 năm cái đạo tu thế nào nó mới chỉ ra làm sao vợ là kẻ ăn trộm nghĩa là bao nhiêu tiền bạc chồng làm về bằng mồ hôi nước mắt đem tiền bạc đi casino chi phí phung phí shopping phung phí mà hạnh phúc của gia đình thì không để ý đấy không lo là chồng mình có áo mua lần để có áo mặc luôn không lo là giày chồng mình sẽ đi làm một thứ đặc biệt này mà không lo là giày chồng mình sẽ đi và chuyện đánh bạc vào chuyện shopping vào chuyện là ăn mình cái đó đức Phật dạy gọi là vợ là kẻ ăn trộm
đó là lời mời thứ sáu. Lời mời thứ ba, vợ là bà chủ, vợ là phải chồng còn hơn người ta đi nữa. Chồng đi làm về lặng lưới, chưa kịp đưa ra một cái là ống tiền lưới của tôi, chưa kịp lắm. Bắt đầu là mở bỏ, lấy ra các tết. Thiếu, hôm nay thiếu thì sao thiếu, không đây, không làm gì cho ai. Vâng, vâng. Vợ nữ thì người chồng nghĩ là bà chủ, rồi người thế giới gọi là vợ là bà chủ. Đó là ba loại vợ quý vị không nên vướng vào. Thế có phải ba loại vợ này mà vướng vào thì chỉ có là cửa địa ngục sẽ mở. Loại vợ thứ tư, vợ là bà mẹ. Vợ là mẹ, nghĩa là mẹ thương con thế nào thì vợ thương chồng như thế ấy. Chăm sóc cho chồng như là mẹ chăm sóc cho con, thương chồng như là mẹ thương con, thương với một cái sự chân thành, thương một cái lòng tha thiết. Thì cái gọi là vợ là như bà mẹ, đó là vợ, loại vợ thứ tư. Loại vợ thứ năm, vợ là như là chị. Vì thế ra chị tăng cấp cho em gì đó, khi mà chị chưa có chồng, tăng cấp cho em, tăng cấp cho em phải về cứ ăn nhắc ăn, thấy đồ đoàn dơ nhắc thấy, rồi là nói lúc là sáng sắc khi lượng lắm. Thì có loại vợ tăng cấp cho chồng là như chị lắm cho em, có không? Cả này có chứ bao. Đấy, đấy, tụi vì cười là có đấy. Tôi tin, tôi chưa làm vợ nhưng mà tôi thấy tụi vì cười các thoải mái là có đấy. Đó là vợ là như người chị. Đó là loại thứ năm. Loại thứ sáu là vợ là như người bạn. Quý vị nhận rằng là trong hôn nhân, trong tâm lý hôn nhân, trong cái tâm lý gia đình, đôi khi chúng ta khi mà yêu nhau á thì thề chết thề sống, chưa cưới được nhau thì đòi bỏ nhà ra đi, làm đủ cách để mà đạt được cái gọi là tình như vậy. Nhưng mà khi yêu về rồi thì trở thành gánh nặng cho nó. Chỉ làm người nhắn như là trách nhiệm. Ông đòi thì tôi chịu, ông bắt thì tôi làm, bà bắt thì tôi chịu, bà bắt thì tôi làm. Chứ lúc đó không còn có cái gọi là cái tình yêu đâu mà đẹp như ngày xưa được. Người nếu như mà vợ chồng như thế này thì hạnh phúc sẽ vỡ ngay, sẽ rạn nứt ngay. Cho nên người chồng mình có đôi lúc cũng cần vợ mình như là bạn. Để những lúc mà anh về anh thấy tâm hồn anh thăng thản, đi làm về hôm nay có vẻ là vui vẻ, anh nói hôm nay mình sẽ hiệu quả đó, hay là cái nồi đôi đó hơi sướng mà anh về nó ngồi đó mình mới bên. Thì nàng vợ thì các lúc này chồng mình đang phạm tội nên nói là mình trang đồ trang điểm cho thật đẹp như một ngày họ mới gặp nhau thế đó. Để làm gì? Để sửa ấm lên cái hôn nhân. Những yếu tố này rất quan trọng trong gia đình theo tâm lý học, và là vợ như người bạn, tính đừng là trách nhiệm của nhau. Đấy là loại vợ thứ sáu. Nếu không trong gia đình mà không có tình cảm này, tôi tin rằng là chỉ gánh nặng cho nhau. Đôi khi làm người nhau, làm vợ làm chồng người nhau, nhưng là một gánh nặng cả đời thì thật là khổ. Công việc có trách nhiệm về cơ sở chúng ta đang làm, cái gọi là đảnh lễ hạ phương, đảnh lễ phương dưới. Và cuối cùng đảnh lễ phương trên là chúng ta đảnh lễ tam bảo, đảnh lễ chư Phật, là để chúng ta một con đường trí tuệ như thế, một con đường sống hạnh phúc như vậy, trí ơn tam bảo bằng cái cuộc sống, bằng cái tính hành động đó. Đảnh lễ tam bảo, đảnh lễ tam bảo là không có nghĩa tam bảo đảnh lễ là gì, đảnh lễ có bằng cái nghĩa đảnh lễ Phật bảo là cái tự đảnh của mình, đảnh lễ pháp bảo đảnh lễ cái nguồn trí tuệ của mình, đảnh lễ tam bảo đảnh lễ cái trí tuệ cái bản tính hòa hợp và thánh tình của mọi người. Cái nữa là đảnh lễ tam bảo đầu tiên, cái tam bảo Phật Pháp Tăng hiện tiền này, đây là nghĩa thứ hai. Tam bảo có nhiều nghĩa. Chúng ta có khả năng thành Phật, chúng ta phải trở về để nương tựa, đặt lễ là trở về nương tựa, nương tựa tánh Phật của chúng ta, gọi là đặt lễ Phật bảo. Đặt lễ Phật bảo là trở về từ tánh thân, từ tánh trí tuệ chúng ta để nhìn mà như thật. Cái trí kiến Phật này là đặt lễ Phật bảo. Đặt lễ tăng tạng là chúng ta phải trở về để phát triển cái tính hòa hợp thanh tịnh trong một chúng ta, đặt lễ tam bảo, cái gọi là đặt lễ tưởng phước. Quý vị thấy cách đây hơn ba ngàn năm, 2700 năm mà Thế Tôn dạy như thế này, Đức Phật của chúng ta dạy như thế này. Vậy mà có ai nghi ngờ rằng là đến đạo Phật có mê tín chăng? Cái đấy mỗi người tự trả lời là nhưng sau khi phân tích cho quý vị nghe như vậy, chúng ta phân tích một thực tế khác mà đang xảy ra với quý vị,
đang xảy ra với chúng tôi, đang xảy ra với xã hội chúng ta. Gia đình Phật tử, gia đình quý vị, bây giờ quý vị là Phật tử thì có cái đời lên là quý vị muốn là Phật tử cả. Thành ra thanh niên thanh nữ là Phật tử nhiều lắm, nhưng mà hỏi Phật ngày nào đến ngày nào thì chẳng ăn nào biết cả. Phật hỏi gì thì cũng chẳng ăn nào biết thôi. Thanh niên bây giờ vì tôi cha mẹ có tin Phật cho nên tôi tin Phật thế thôi, vì cha mẹ có tin Chúa tôi tin Chúa thế thôi. Đúng. Và tôn giáo để trở thành một cái loài gọi là thứ tác nghiệp, ra ngoài để mà là tôi Phật tử thì đeo đấy cái tưởng Phật, ra ngoài để tôi đã không tiêm thì ra đây được thành giả, nhưng mà đôi khi chẳng được thành giả, đeo để làm cái gì, để Phật đeo làm cái gì. Nhưng một cái loài khác biệt mà thấy thì nhận vàng khấu vàng vân vân thì thêm trong Phật vàng thế là ngõ không thì mốt thì phải trang, người muốn có tôn giáo thì không được. Nhưng mà đến Phật thì chẳng biết Phật họ gì, sanh năm nào, ở đâu, Phật dạy cái gì mà tiến để làm gì. Thanh niên bây giờ là chúng tôi chỉ nói chung mà không đảm không ảm chỉ vào một đối tượng nào cả. Xã hội Việt Nam bây giờ cũng vậy thôi, tôn giáo trở thành một cái tốt, tôn giáo trở thành một cái loại có thể nói là một loại tán thức hơi khá, hơi khá quý hiếm. Trong cái xã hội hiện tại nó có một cái thực tế do một cái gọi là một cái ngành nghiên cứu về xã hội học mà chúng tôi đọc được, thì tại Âu Mỹ, tại châu Âu và châu Mỹ, công thanh niên thanh nữ từ 15 tuổi đến 20 tuổi thì họ tuyên bố rằng là họ thông minh hơn cha mẹ họ gấp cả 10 lần nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ học quê lắm, cha họ mẹ làm gì mà việc mình trí tư, cha mẹ họ làm gì mà việc mà cái bố bố phốt. Như bản tôi thì bản thân tôi thì quả thật là không được dùng mình mobile phone như thế nào. Cha mẹ họ làm gì có những kiến thức mà lên thì khóa học xã hội vậy. Cha họ mẹ thì gọi là đi làm ruộng, đi làm công thì vân vân. Cho nên họ, trí tuệ của họ bây giờ từ 5 tháng đến tuổi Phật cho rằng họ thông minh hơn cha mẹ họ đến 10 đến 15 lần. Đó là cái lứa tuổi từ 15 đến 20. Cái lứa tuổi từ 20 đến 25 thì lúc mà lên đến 20 đến 25 á thì anh còn trưởng thành một chút. Anh nhìn lại như thế, nhìn lại là xong. Bây giờ thì mình mới bằng cha mẹ mình thôi. Cái thông minh, sáng suốt hình như mới bằng cái chưa hơn. Nhưng mà từ 25 đến 30 thì lúc anh đã ngầm vui đời rồi. Anh đã trải qua nhiều thứ mà anh đã nghĩ rằng anh hơn rồi. Anh thấy nó khổ quá. Anh nói sẽ ra mình cố cha mẹ mình nhiều quá. Đấy là một cái thực trạng trong xã hội Tây Phương hay là xã hội Việt Nam cũng thế thôi. Bởi vì sao? Bởi vì không có những cái nhìn đúng đắn, những cái thấy đúng đắn, niềm tin đúng đắn trên cuộc sống. Tâm kinh Đức Phật dạy cho nhau. Này các đệ tử, ta nói rằng sự đoạn từ khổ đau, sự đoạn từ phiền não lầu hoặc chỉ dành cho người biết và người thấy, mà không dành cho người không biết không thấy. Quý vị xin tôi nhắc lại câu nói rất là quan trọng của Đức Phật. Này các tỳ kheo, này các đệ tử, sự đoạn từ khổ đau lầu hoặc phiền não chỉ dành cho người biết và người thấy, mà không phải dành cho người không biết không thấy. Mà biết là gì? Biết trong bản chánh đạo gọi là chánh thiết. Thấy là chánh tư duy. Cho nên đến với đạo Phật mà nó không có cái chánh thiết, cái chánh tư duy này thì sẽ không bao giờ đoạn tư được lầu hoặc phiền não khổ đau, phải không? Đức Phật nói, tôi không nói đấy là lời, nó thực sự lời kinh. Mà cái chánh kiến và chánh tư duy này thì tôi lại nói là gần gũi với quý vị hơn một chút. Nghe chánh kiến chánh tư duy thì nó nghe thuộc ngữ quá, nghe đi vào nghe đi vào về là Phật pháp quá. Thì chúng tôi lấy một cái gần hơn để quý vị dễ hiểu là do cái nhìn. Một cái nhìn nó sẽ đoàn tầng khổ đau, và một cái nhìn nó sẽ làm cho mình hạnh phúc. Khó hiểu phải không? Bây giờ làm cho dễ hiểu, dễ hiểu liền mà quý vị phải cảm thấy dễ hiểu ngay. Tôi lấy một cái ví dụ. Dạ, tôi lấy một cái ví dụ. Dạ, đưa tay. Vâng, xin lỗi. Tôi lấy một ví dụ. Ví dụ về tôi chứ vậy. Và ví dụ này, tôi này tôi hay dùng vì nó phải là không đúng để ăn. Lúc tôi mà thứ mình hiểu, trường đó mình hiểu đi học, học cấp cấp. Quý vị mình bây giờ mình nếu có trường đó mình ngồi đây thì quý vị là tôi rất là lục và trường đó rất là nặng, phải không? Đúng không? Trường đó được khoảng 9 mà tôi khoảng 5-7. Mà so với người Việt Nam như vậy là hơi kiếm độ chưa cao phải không? Kiếm độ. Tôi có trong nhóm thì tôi có một người bạn rất thông minh, nhưng mà rất nghịch, hay chọc anh em chúng tôi. Mỗi ngày anh chồng, tôi thường anh chồng.
anh chọc khoán 100 ra thực hiện tôi. Không là tôi trong nhầm trong nhà đi ra anh học. Anh đứng dưa tăng lấy rồi, anh la thiệt to, anh mặt mày bà ơi, anh luôn ra. Vì mà nếu như mà có mà nam giới nào ở đây mà nói em mà có từ lực thế này nhiều là anh luôn một cái là bởi vì mày là ác à, thế là tam bành lục tặc rồi đấy phải không? Điên liền phải không? Rồi tức liền phải không? Lúc đó tôi cũng chọn và nó không lên bắn thế thì kia tăng tăng. Em thấy nó thế thì làm. Trong kia mình luôn rồi mình. Thứ nhất lùng một chút cho cái số đông như thế này thì khổ quá. Mắc cờ quá, khổ thèm quá. Chẳng khổ đau này. Cả buổi sáng đó tôi không hề học được một chút. Mà trong đầu tôi chỉ có chữ lùn. Mình lùn. Rồi vì việc đâu phải là sáng đó đó. Tối hôm tôi ốm chữ lùn tôi ngủ được. Ăn cái lùn tôi ngủ, ốm cái lùn tôi cứ nắng níu cái lùn tôi ngủ. Tôi nói vì cho mình lùn. Vì sao khác đây mình lùn nắm lùn. Tôi ốm nó tôi ngủ vài đêm như vậy. Hắn cứ trắng tập, cứ tăng tập, làm khổ tôi cái tâm lý tôi cứ ốm cái lùn đó. Mà tôi mà nè, mà ngủ. À, tôi hành thiền mà cũng hành được, nhưng rồi qua một vài bữa thì tôi hành thiền quá. Tôi nói, tôi tự hỏi tôi mình có lùng không? À, tôi trả lời là mình lùng. Thế mình lùng người ta kêu mình lùng vì sao mình muốn? Phải không? Anh lùng thì tôi nói anh lùng vì sao anh muốn? Rồi nói, phải. Mà em ra anh kêu tôi lùng để anh lùng đấy. Lùng còn. Anh thấy tôi thoải mái. Anh nhắn thấy, anh việc là anh bảo này là qua được cái tập tâm lý. Ngày mai anh tận đội chiến rồi. Vì việc lăng lăng, vui lòng, nhưng mà không dễ vượt đâu. Đôi khi là chuyện đánh xảy ra. Ngõ tâm lý vậy chứ, đập nhau chết người đấy. Ngày mai anh ra, không gọi tôi luôn là anh nói anh đen ra. Vì việc chết cộng. Chết cộng, chết cộng, tôi đen phải không? So với quý vị là tôi đen rồi đó. Rồi tôi thì khổ thêm bao nhiêu ngày, tôi ôm ấp cái đen tôi ngủ. Tôi cứ tăng lên cái đen vì sao mà nói mình đen. Ôm cái đen ngủ này có ngày khác mà khổ tâm với cái anh bằng đó. Anh bằng đen. Rồi qua một thời gian cả tuần liền. Tôi quản, tôi kiềm quản. Và tôi cũng vừa qua một tâm lý đó. Và sau đó thầy đó thì thầy tôi bình an. Tôi kêu lùn đây cùng tôi mà đen đây cũng có mặt. Vì biết rằng sợ gì tôi vượt qua được cái tâm lý đó. Tôi biết rằng cái đen và cái lùn mà tôi đang có không làm cái nhân cách của tôi lùn và đen. Cái nhân cách lùn đen của tôi có lùn trắng thì do cuộc sống bất thiện của tôi, do cuộc sống không đúng đạo của tôi, do cuộc sống ta dám nói dối uống rượu đu nữ của tôi thì làm cho cái nhân cách của tôi phải lùn đen. Cái lùn đen này nó cũng làm tôi khổ, chỉ còn cái kia làm tôi khổ. Bởi vì người ta nói thế này, cái giá trị chân chính không phải là cái anh có mà là cái anh sống. Cái giá trị chân chính của một người, một con người không phải là cái anh có mà là cái anh sống, phải không? Tài sản thì có thể là cái anh có, nhưng mà giá trị chân chính không phải là cái anh có mà cái anh phải sống. Sống nó mới chất người tiếp ra. Cái này mới giá trị. Tất người mà nếu mà sống mà chỉ có tiếp ra chất tham, chất sân, chất si thì cái này làm sao? Anh còn làm sống tơi nữa người ta cũng phải đứng về anh thôi. Phải không? Anh còn nghèo mà anh sống đầy lòng vì tha. Anh sống thương yêu, anh giúp đỡ mọi người. Cúi lòng vì tha đó. Mẹ Teresa biết bao nhiêu người nó sống đi hành thì giá trị nó xuống ra. Cha mẹ mình á, nếu mà sinh ra mình luôn một lần, mình có đeo một cái đeo một lần thôi, người ta đi tắm, mình sẽ khô cái đeo ra ngoài vậy. Phải không? Để cái tấm nó đừng đeo. Để cái nhân cách nó đừng đeo. Cái đó mà là giá trị, mới là hạnh phúc và là nghĩa rộng. Không dễ dàng gì mà vượt qua tâm lý này. Bây giờ tôi sẽ làm được chuyện gì? Với tôi bây giờ thì chuyện đó là dễ. Vì tôi nói mà tôi vẫn là cười. Ai nói tôi vẫn cười, lùn tôi cũng cười, đen tôi cũng cười. Bởi vì cái tâm tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên về cái đen lùn này, tôi đã biết chân tướng của nó, cho nên tôi đã đoạt nó. Khi tôi nghe đến đó là tôi biết nó không thật và nó không phải là cái giá trị mà tôi đang cần, cho nên tôi phật tịch ăn lên. Nhưng mà người mà không tu thì cái tham sân si không phải một lần đoạt như là được đâu. Ví dụ như quý vị đây, bây giờ quý vị đang ngồi đây thấy là hoàn toàn là hạnh phúc. Nhưng nụ cười thoải mái thì tấm tấm lòng phải không? Nhờ cái Phật Pháp đúng đó phải không? Thoải mái đó.
nhưng mà chụp về một cái là gắn là cái bàn kia lên liền, gắn cái bàn kia rồi nó còn chua. Nên cái thứ đó cái đó tâm quý vị nó đang nằm yên chưa đoạn mất. Cái mà chúng Phật pháp gọi là tùy miên, tùy miên nghĩa là ngủ miên. Trong một chúng ta tham tùy miên, sân tùy miên, suy tùy miên, mạn tùy miên, mạn là gì? Còn kiêu ngạo tùy miên, rồi tự cao tùy miên, gọi là đố kỵ tùy miên. Tất cả những thứ đó nó đang ngủ miên trong này, nó chỉ đời thôi cơ là nó phát ra mà thôi. Tu là làm thế nào để kiềm chế tất cả những thứ này? Đừng có cái mà thương ai thì thương cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tâm tư họ hàng. Mắc cái gì vậy? Một người làm xấu mà cứ đe cái họ đó mà chưa? Một người làm không phải mà cứ giết cả cái họ hàng đó chuyện vô lý lắm. Có tâm lý là cái gì đó? Hình như vậy, thỉnh thoảng thâm thang đó. Cái này mình đi qua, cái này gọi là đình kiến, cái này gọi là tà kiến, cần phải đoạn. Quý vị phải tu định và về Phật pháp là phải làm chủ cái tâm trí này. Nhớ rằng có cái được các vị có biết rằng Phật pháp mà có giá trị như thế nào hay không? Không phải là cái quý vị đi chùa nhiều, không phải là quý vị tụng kinh ở nhà nhiều, mà cái quý vị sống nhiều, thể hiện cái lời đó, cái lời dạy đó trong cái hành sự, trong gia đình, trong mỗi tương giao giữa chồng với vợ, trong mỗi tương giao giữa chồng cha với con, vân vân và vân vân. Cái đó là cái gọi là bài pháp thông hồn nhất thì quý vị không cần phải thuyết phục có cả quý vị chùa, mà nó phải đặt câu hỏi về trí thức của nó thấy cha mẹ mình nếu như không đi chùa thì việc này sẽ chữa toán lên, sẽ lá làng lên, sẽ lâm la âm lên. Nhờ đi chùa cho nên bây giờ thì cái tâm bình an giải quyết hiệu quả của Phật pháp, cái giá trị của Phật pháp ở chỗ đó. Chứ đừng là con đừng có đi tụng kinh mà đang nằm ngoài nhà Phật, sao con mà làm con mà có đó tụng kinh mà làm nhiều nữa, thằng đây con đây đồ nỡ đồ kia, Phật cũng trộn lối như này chuyện à, có ha. Phật cũng chịu không nổi được cái tâm lý là chứ không, thì là chứ không. Vậy mà kêu tôi dự động, tôi tinh tận dự động, tinh tận dự động, tinh tận dự từ ngà, tinh tận ôm cục ngà hoang loang tái lâm đấy, ôm nó mà ngủ hành ngay. Tôi là Phật tử lâu năm này, tôi đến chùa nhiều thứ này, tôi là phải này là phải kia. Mà đến chùa lâu năm mà còn phạm thì sẵn phải phí công mà đến làm cái gì? Mà Phật phạm thêm người ta hiểu lầm chứ. Vì vậy, vì cái tâm tư, cái giá trị của nó, giá trị của Phật pháp trong cuộc sống. Và chỉ còn sống mà nói được nhiều thứ. Khi quý vị có cái nhìn này, quý vị sẽ vượt ra khỏi khổ đau, sẽ đối trời kỳ được nhiều thứ. Vì tôi phải giới thiệu với quý vị một số cái nhìn, về Phật học. Ngài, các tổ sư họ chứng cái gì, họ tu cái gì, họ chứng cái gì mà nghe nó huyền bí như vậy? Thật sự ra các ngài tu, các ngài chứng đạo cùng từ những cái nhìn này mà thôi, cái nhìn đúng đắn và cứ sự đúng đắn. Ngài Bạch Hạnh Thiên Sư, ngài chứng đạo cái gì, để lại cho mình cái gì? Thân như địa ngài hữu hoàng khô, vàng mộc xung binh thu hữu khô, nhằm vần hình suy vô hội, thuần suy như lộ thảo đầu khô. Nghĩa là thân như bóng chớp, có rồi không, bóng chớp chiều tàn, cỏ chung tươi tốt, thu qua rụng rời, xả trí suy hình cuộc đời, thình suy như hạt sương rơi đầu cành. Thì là sao? Cái thân này đã sanh ra một cái chiều bình sanh và bình chết, đó là quy luật mà ai cũng phải vượt qua. Thân như bóng chớp chiều tàn, cỏ chung tươi tốt, thu qua rụng rời. Nghĩa là khi mà sinh ra thanh niên thì nó đẹp, nó tê. Lớn lên một chút nó bắt đầu có vài sợi tóc bạc, giá hơi ngắn, rồi bắt đầu đến lúc già bình rồi chết, cảnh là quy luật. Quy luật cuộc sống, dù là mùa xuân đến thì tấm hoa đua nở, mùa hạ đến cỏ cây bắt đầu khô héo, mùa thu đến thì rừng lá, mùa đông đến thì cái thế giới này lặng ngắt. Đấy là quy luật. Khi nắm được cái quy luật hình suy này rồi, quý vị sẽ tự tại được hình suy. Nói cho dễ hiểu hơn, ví dụ khi quý vị nắm được cái quy luật hình suy này, quý vị sẽ thành công cuộc sống, quý vị hạnh phúc về cái thành công này, nhưng mà không từ mạn, không kiêu ngạo, không có thể giới này để chứng minh. Quý vị giác tỉnh vậy, vì quý vị biết rằng có những lúc quý vị cũng sẽ
suy. Cho đến trong cuộc đời có những lúc mình thất bại thì đừng thất vọng. Thất bại mà đừng thất vọng. Thất bại mà đừng chán nản. Thất bại. Mình biết đó là mẹ của thành công. Mình tìm những nguyên nhân của nó, mình chế ngự nó. Như là mình vẫn biết nó, mình khổ đau một tí, mình giác định nó. Như là lúc mình thành công. Cho nên nếu mà nắm được quy luật này, nhầm vào mình nắm được quy luật này, thì thình suy chỉ như hạt xuống rớt thôi. Đấy là cái nhìn của bạn hành thiền sư vì tổ mà cố vấn cho lý thái tổ mở ra đời lý điều đạo quý hòa của Phật giáo. Bây giờ chúng ta xem để ngài Mạng Giác nói gì. Bây giờ quý vị nói bây giờ mình tu, nói như vậy không có gì để tu chắc không đâu. Có đây này, chúng ta sẽ nói được quý vị xuống đến tâm hoa cười. Xuân đi trong hoa rừng, trước mắt việc đời chốt, trên đầu dài đến rồi. Nhưng mà đừng bảo chúng ta hoa rừng hết, đến qua sân trước một cành mai. Cái thân này là có sân già đình chết, nhưng mà sau này có một cành mai, nó vẫn nở, vẫn nở. Đó là gì? Là trí kiến Phật. Sân thân một quật này nó phải có sân già bình chánh, một tí kiện đó nó không sân, không già, không bình, không chết. Cho nên chúng ta nuôi sống tu tập để nuôi được cái thấy cái tí kiện Phật không sân, không già, không bình, không chết này, phải không? Đó cho nên phải tu. Một cái nhìn khác của một thiền sư được, đó là ngài Trần Nhân Tông. Quý vị nghe Trần Nhân Tông ba lần đánh quân Nguyên để Trần, phải không? Một vị hoàng đế mà đã làm cho đất nước Việt Nam hùng cường hùng mạnh, và sau trở thành là một thiền sư và là điều ngự giác quan. Có xem thử ngài khi chưa thấy đạo thì ngài ra sao, cái tấm ngài thế nào, và khi ngài thấy đạo thì thế nào, có khác gì nhau chắc? Niên thiếu hà bằng liệu sắc không, xin lỗi để tôi đọc tiếng Việt này, lúc tuổi nhỏ chưa từng lý sắc không, chưa từng biết cái lẽ sắc không, xuân sang hoa bướm rườm rộ trong lòng, chúa xuân nay đã chừng quen biển, thả cỏ ngồi yên ngắm trời hồng. Để có trong cái bài thơ này mà có hai cấp độ cuộc sống, hai cấp độ tâm linh, để xem thử cái ngài mà Trần Nhân Tông này mà lúc chưa ngài đào, ngài thầy chưa đầy đào thì sao, mà sau khi thầy đào thì sao? Tuổi trẻ chưa từng lệ sắc không, lúc còn nhỏ ngài chưa học cái giáo lý Phật pháp về lý sắc và không cỏ và không, chưa biết các pháp là nó là vô thường, là sanh, là lão, bình tử, là thành, là tổ, là hoại, là không. Cho nên khi mùa xuân đến là ngài chàng thanh niên Trần Nhân Tông kia cái rộn ràng trong lòng. Rộn ràng vì sao? Vì tấm hoa đua nở, khí trời đẹp đẽ, các cả các cảnh vật nó thay ảo. Cùng lúc đó các cô diễu nữ, các cô hoàng hậu, các cô công quý cũng thay ảo, cũng tán liệt. Và chàng tán thanh niên vua này thấy phố nào cũng đẹp quá, màu nào cũng đẹp quá, cái gì yêu cả. Cho nên thằng rồ là khi chưa thấy đạo, khi mùa xuân đến thì thanh niên thấy nó rồ ra, làm thế nào để tán liệt cho nó đẹp đẹp, đi gặp người yêu mình, đi gặp những người mà tình trong bọn mình, vâng 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 vâng, phải hương vô cuộc đời này, rồ ra là phải làm nhiều chuyện, phải không? Nhưng mà khi ngài thấy đạo, chúa xuân nay đã từng quen biết, khi việc chánh sửa của mùa xuân nó có đó rồi sẽ mất xuân sang, rồi đến hạ thì quá thì không nợ. Những người phụ nữ lúc còn thiếu nữ thì đẹp, nhưng mà lên đến là tấm liếng rồi mà không nợ. Những người phụ nữ lúc phải không, các cô bây giờ dùng đủ thứ thuốc để mà bôi bờ cát để mất tóc trắng lên đầu chứ rồi, phải không? Tôi nói là tâm lý thôi, vì sợ nữ già, sợ bị ống chết, hàng ngày mà lo chuyện nào không phụ mẹ. Nhưng mà chuyện đó nếu như quý vị mà thấy đạo rồi, chồng thấy đạo, vợ thấy đạo, thì chuyện là chuyện rất bình thường. Sống với nhau không phải sống bằng thời tóc, sống phải bằng sống bằng cái đôi mắt, mà sống bằng tâm hồn, sống bằng sự chân thành với nhau, sống bằng cái yêu thương chân thật với nhau. Chắc tất cả cái phải qua các cuộc đời này rồi là phải quy luật đó, nó phải là thành thành đủ hoài không mà thôi. Cho nên khi ngài thấy rằng là chúa xuân nay đã từng quen biết, nghĩa là chân sự của cuộc đời này tôi đã nắm được rồi, thì bây giờ chúa xuống vào đêm thì ta phải ngồi ra uống nước trà để ngắm xuống chơi thôi, không còn rồn ràng gì cả. Hạ cọ ngồi yên ngắm thủy hồng. Thấy ngài đấy không nào? Ngài Trần Nhân Tông. Hãy cần nhìn thôi quý vị nè.
đối với Phật giáo là cái nhìn nó gây ra khổ đau, cái nhìn gây ra hạnh phúc. Bây giờ quý vị có những cái nhìn nào mà nó đắp tạo cho những cái gia đình bối rối thì coi lại nó, cái lại nó trong thôi rồi á, có nhiều vị á nguy hiểm. Để tôi nói một cái chuyện, một anh người Mỹ mà ở Hà Nội vào gặp tôi. Anh là một giáo sư dạy Anh văn, anh người Mỹ, anh lấy một cô vợ Việt Nam, Việt kiều Pháp làm bộ ngoại giao. Trước đó là anh ăn nhậu nhiều lắm, và anh là người châu Âu mà, thành ra là ăn nhậu là chuyện bình thường châu Mỹ. Nhưng mà khi anh có thú thật là anh có một cái tật uống bia. Mỗi đêm như vậy mà không uống bia thì không ngủ được, cho nên đêm nào cũng phải uống 1, 2, 3 chai. Và muốn có tiền uống bia thì cứ lương làm bình thường về thì bà quản lý rồi, anh nói tiền đâu rồi. Do vậy phải làm thêm giờ, muốn uống bia thì phải làm thêm giờ, làm nhiều hơn để thỏa mãn dục. Dục, Đức Phật nói dục là khổ. Quý vị sẽ có cho cái này, có phải dục là khổ không? Thì ái dục là khổ, rất là thâm thủy. Anh nói bây giờ anh muốn uống và 1, 2, 3 chai bia, anh phải làm thêm tiền để mà khỏi lương tiền để người vợ lương thân, cái anh phải làm overtime. Mà rồi hôm nay uống một chai, ngày mai uống một chai không đủ đô, anh quen lớn lắm, một vài ngày lớn đô uống thêm nửa chai nữa, nghĩa là phải làm thêm giờ mình có thêm nửa chai. Và cứ vậy là anh chỉ đua với cái bia của mình, mà uống trong đại yên đâu ngủ nửa đêm về bắt cái tiêu, còn bia vào là đâu thể yên được. Anh rồi anh cứ khô cái này nọ, anh cũng chạy các cái dục vọng của anh. Rồi có một hôm anh gặp cả, anh đọc cuốn sách của ngài Rahula, trong đời anh đọc về tử đế, anh là dục là khổ, anh đọc cái đoạn là Đức Phật nói là ái dục là khổ. Anh muốn suy tư, anh nói tôi suy tư, tôi thấy rằng vì sao Đức Phật là dục là khổ. Tôi đem chuyện bản thân tôi là bây giờ mình đem ví dụ uống bia, mình dục mình uống bia là khổ, có phải không? Phải. Bây giờ thì mình ngừng uống bia thì sao? Anh bắt đầu chuyện mình bỏ bia, không uống bia nữa. Anh không uống bia nữa thì anh cũng đi làm, đi bên làm bây giờ nhưng mà anh uống bia. Bữa đầu anh thấy khổ quá không ngủ được. Anh vừa anh tự nhiên là anh thất vọng bởi cái dục vọng của anh. Anh phải chinh phục được cái dục vọng uống bia của anh. Thì khác. Không, đôi khi quý vị là chúng tôi cũng nói có nhiều cái phát nguyện lớn lắm. Cũng như anh đây. Phát nguyện phải bỏ cái này, phải bỏ cái kia, không nên này, không nên nọ. Nhưng phát nguyện người chân à, ngựa vơi à. Làm chục trăm bởi cái chỉ anh hùng nâng đi đâu mất á. Là bà chiều theo dục vọng. Anh này anh thường tưởng rằng anh chiều theo dục vọng, nghĩa là phải uống bia mới ngủ được, không uống không ngủ được. Thế nhưng anh không biết, người Tây là có cái cả tay vậy, làm ra làm, chơi ra chơi, khi làm quyết định là phải mình. Đến đầu anh ngủ được, anh cũng ráng tăng tập, đến thứ hai anh ráng như vậy. Qua 5-7 đêm, anh không có bia, anh vẫn ngủ tốt như thường. Do vậy, anh thấy rằng là Đức Phật dạy ai được là khổ thật, anh này như vậy. Sau đó anh quy y Tam Bảo, anh xin quy y Tam Bảo, anh về anh bắt đầu là ăn chay. Bà vợ thì bắt đầu là không trông được những thái độ đỡ quy quản. Một cái anh bạn xưa nay nhậu nhẹt là ăn uống là phải thử thịt thử cá, phải thế này để cá điên nhiều. Sao bữa nay về thì anh chỉ biết rồi, không đòi biết được rồi. Mà cái khổ cái là tội mà nằm chúng là nó thôi em nằm rồi anh sang chỗ khác. Vì là quý Phật thì không được tài giống gì mà. Anh nó cũng tiết dục luôn, không cho vợ được, vợ được là quý hiểm. Như vậy là mình phần nhận. Quý vị thấy mua vợ, vợ lo. Anh bạn hay là như thế này, quý vị thấy. Nó tin Phật mà còn có những lỗi thôi, cái là cũng nguy hiểm tạo cái kia. Nếu mà ngồi nhận là nguy hiểm thì anh cũng gia đình được chứ phải chứ. Vậy là bà vợ bà lo lắng. Anh cũng nói lo thì lo, bây giờ việc của em lo, việc của anh lo. Hôm đó anh vào trong Hà Nội, trong Sài Gòn, anh đến học viện, anh đi thăm. Xong còn mấy vị giới thiệu ra, anh học Phật Pháp giới thiệu ra tôi. Hồi chiều thì tiếng Anh của tôi thì nói như có nghe được không. Dù tôi có việc bằng tiếng Anh nhưng mà tôi cũng có điều kiện để nói nhiều. Nhưng mà nói chung thì họ cũng hiểu được. Nói chuyện chặt, tôi nói anh làm thật rồi. Anh thấy là, thì cái rượu là tốt rồi, cái bia là tốt rồi, quý ta mở tốt rồi, nhưng mà đừng có làm chuyện đó, nó tạo anh phúc, không muốn đi sống có vợ không. Và tôi cầm anh là quan hệ, là vấn đề ai cũng về vợ anh. Đâu có bảo anh về sẽ xa vợ, nó sợ vợ đụng mà sợ chẳng nhớ đất cấp, làm một sống bình thường. Mới thấy giá kêu Phật giáo anh làm như vậy, nó hồn, nói Phật giáo thì chủ giặc anh về làm cho anh phúc đổ vợ. Như vậy cũng được, phải sống bồn vân đang về chồng vợ sinh hoạt bình thường. Nhưng mà mình phải tiết dục lần là thì giờ chuyện cho vợ việc làm nếu mà dục nhiều thì khổ anh nhiều như thế này, bây giờ anh cũng biết uống rượu. Anh nói phải, anh về chồng lắm. Cho nên bây giờ mình để tập tạo. Nếu như mình để, mình đang có những cái thái tâm nào đó, mình còn ngồi nhầm nào và chấp cái thiết kiện nào đó, chúng ta phải sửa đổi. Đừng có là ốm chặt, ngã tưởng lắm. Khổ đau trong kinh Đức Phật dạy. Bên kinh thường tòa bộ gọi là ái là khổ, nhưng mà công kinh của đại thừa dịch là thu là khổ, thu là chấp. Chấp cái này là của mình, cái này là mình, cái ta chiến cũng của mình, cái sai lầm của mình chấp chỉnh, ái đồng cái một cái lắm được, đồng cái tám bánh đục tạc nổi lên.
cái đó đi vào đạo Phật thì khổ đau mà thôi, không hề có được lại mấy một cái ngày tiền thôi. Đấy, nên cái nhìn nó quan trọng. Và để kết luận cái buổi nói chuyện này, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một bài kệ mà như là cái kim chỉ nam để chúng ta tu tập. Bài kệ này do ngài Trần Nhân Tông, ngài dạy chúng ta cách tu tập. Tâm bài cứ trần lạc đạo phụ, và trong này chúng tôi trích bốn câu. Cứ trần lạc đạo hạ huyền duyên, cơ tắc sang hệ thổ tắc niên, giá tinh vượt bạc hương đồng mít, đổi cảnh vô tâm mạng vẫn thiện. Nghĩa là sống đời vui đạo hạnh tùy duyên, hệ đổi thì ăn mệt ngủ liền, tấm nhà bỏ bẩu thôi tìm kiếm, đổi cảnh vô tâm họ chi thiện. Chúng tôi xin giải thích sơ một chút, và phần còn lại chúng tôi sẽ đề nghị sự tư duy. Thế nào gọi là sống đời vui đạo hải tùy nhé? Quý vị đang là Phật tử, mà khi đến chùa sống, khi nào đến chùa làm Phật tử thì làm bộ phận Phật tử, về nhà cũng làm Phật bộ phận Phật tử, mà Phật tử tâm nghĩa vụ của là Phật tử tại gia, chứ đừng làm cực đoan như các bạn mà thấy là tôi vừa kể đó. Khi nào về gia đình thì cha phải làm bộ phận cha, phải làm bộ phận chồng, phải làm bộ phận ông nội, phải làm bộ phận ông ngoại, những Phật dạy gọi là sống đời. Khi nào để về đạo để về chùa như thế này, hãy để cho nó thoải mái tâm hồn, hãy tất cả, hãy gửi tất cả những cái phiền não tập đầu tập đổ tham ở phía ngoài cổng chùa như thằng dừng dừng. Như tôi giới thích dần là vừa chỉ cho quý vị thì cắt xong đó, đến đây thì hãy để tất cả những tấm sườn gia đình làm ngoài cửa vào đây mà hướng được cái lạc của cái thánh tình, cái lạc cái Phật pháp, cái sự thánh tình của đất giả lạc gọi là vui đạo hãy tùy nhiên. Lúc nào chúng ta cũng sống trong đạo được, chứ không phải rằng là lên đây mới tu, về nhà không tu. Dĩ nhiên tu nhà thì khó bao tu chùa. Tu chùa đến đấy đâu có ai cho quý vị mà ra nghe chuyện lồn cãi lồn đâu, đâu có ai bạn vô dục danh gì đâu, đâu có là làm gì quý vị đó phải. Khó nhất là tu nhà, nhì mà đến tu chờ ba tu chùa. Chùa ở đây đâu có ai làm gì là quý thầy quẹn lắm, rồi mà còn phiền nào nữa, huống nữa là quý vị tu ở nhà. Do vậy chúng ta phải giác định sống đời tu đạo hãy tùy nhé. Khi nào mệt đói thì ăn, mệt ngủ liền, đừng có cả cụ đừng giảng nghe. Dạng đi, đói đấy là đói cả vật chất, là tinh thần, cả ánh lực gì cũng vậy thôi. Khi nào đói bụng thì đi ăn, chứ đừng làm dạng, đau quá thật. Mà khi nào tâm hồn mà đói thì phải thực hiện cái pháp để mà thoát ra tất cả những cái khát khao để đói tâm hồn. Chúng ta có thể phi nộ bởi cái vật chất đang còn, và là quý vị thấy nó đầy rồi, nhưng mà tâm hồn ta trống rỗng, đói cái này mới cả là cái nguy hiểm. Nên đói đây không phải chỉ có đói vật chất mà đói cả tâm hồn. Cho nên khi nào đói vật chất thì phải ăn, khi nào đói tâm hồn cậu phải tìm thức ăn cho nó ăn. Thế đói thì ăn, mệt ngủ liền, chúng ta phải biết vừa đủ tam thừa bất túc. Tâm nhà trong thân quý vị, nhà đấy là thân ngủ, trong nhà quý vị với nhà chúng tôi có một cục bảo đó là trí kiện Phật. Đừng có chạy đến kiện Phật đấy, Phật này mới quan trọng. Tâm nhà có bảo thôi tìm kiếm, đối cảnh tức là đối cuộc đời này, sống được cuộc đời này mà đừng chấp gì cả. Đối cảnh vô tâm nghĩa là không chấp thù, vô tâm ở đây nghĩa là không chấp thù, không chấp vợ tôi, đấy là vợ tôi, đấy là con tôi, đấy là của cái tài sản của tôi, cái này là tôi, là của tôi, là từ nhà của tôi, thì thiền là lúc ấy đối cảnh vô tâm mà vẫn thiền. Đó là một nghề cuộc sống mà thiền sư Trần Nhân Tông, tức là ngài điều của người giá quả tổ sư thứ nhất của dòng họ Trúc Lâm tập giáo chúng ta, một hòa thượng cũng từ đã tiền diêm để lại và cho ta một kho báu như vậy. Và hôm nay kết thúc bài pháp đó, chúng tôi xin tặng quý vị bài pháp bài kệ gọi là cứ trần lạc đạo phụ đó. Chúng tôi hy vọng rằng buổi này liền sơ ngộ này và là lần từ việc quý vị gặp là từ việc tại đấy là cái khổ đấy đó, ái vị lý khổ. Nhưng mà trong ái việc lý khổ này thì chúng ta có được một cái không xa nhau, đó là gần trong trạng thái. Cái Phật nói rằng xa thật là xa, bên này bờ đại dương và bên kia bờ đại dương. Rằng xa thì thật là xa, giữa mặt trời mọc và mặt trời lặn, những càng xa hơn nữa thì cái thiền và cái hạt bờ, bến bờ của thiền và bến bờ của hạt. Hôm nay quý vị đang ở trong Phật pháp, đang ở trong ngôi nhà đang của thiền viện này, chúng ta đang ở trong cái bến bờ của Phật pháp, cho nên chúng ta đang gần.
sáng thánh nhưng mà tâm thì đang ở với nhau. Chúng tôi cầu chúc bề pháp hôm nay sẽ đem đến ít thi lạc và sẽ giúp cho quý vị có một cái nhìn không mới nhưng mà đều cũng kéo về Phật học, để quý vị tu tập không chỉ lời cho mỗi tự thân quý vị mà lời cho cả gia đình và tất cả xã hội. Và bây giờ để hồi hướng bài pháp, chúng tôi xin mời quý Phật tử cùng chúng tôi đứng dậy chắp tay để mà hồi hướng. Nguyện đem công